Vâng, xin chào tất cả các bạn. Minh Tiền rất vui được gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình. Clip này Minh Tiền tiếp tục giới thiệu với tất cả các bạn thêm một cái phôi mai rừng có cái dáng vành nhăn nè các bạn. Cái này được theo Minh Tiền đặt cho nó là một cái dáng gọi là dáng thế võ của người Bình Định các bạn. Vành nhăn nó có hai chân chân dài, cái này cao khoảng 90, cao 90 á, đúng rồi 90 mình đo mình quên. Hôm nay Minh Tiền làm về sớm cho nên tranh thủ trồng luôn. Cái này Minh Tiền đã xử lý cái ngâm rễ, ngâm thuốc kích rễ nó rồi đó các bạn. Này ở trên trên đầu nó bị lỗi chút xíu, Minh Tiền cậy bo bớt cái phần giác nó ra rồi để đem vào rồi trồng. Cái này có cái dáng khá là bánh đó. Nó có hai cái rễ chạy xuống các bạn. Cái này bên tiền sẽ tạo cho nó một cái dáng vân nhân và tay cành là đi theo cái thế là đi theo cái phong cách là bonsai của người Bình Định. Các bạn nhìn cái dáng đó, nhìn y như một cái người võ sĩ mà đang thủ. Đó, bên tiền để chậm cho các bạn xem. Thì cái này chân nó dài là 90 cho nên Minh Tiền phải phải xử lý một cái bè, phải làm cái bè để đôn lên mà mình bỏ cái giá thể vào đó các bạn. Thì cái này cái chân nó hơi bung, có một cái rễ nó hơi bung ra, Minh Tiền xử lý kiếm cái nẹp tre nó dẫn. Thì qua đây Minh Tiền cũng chia sẻ luôn các bạn là mình lấy Minh Tiền lấy cái dây buộc đó kéo qua nha các bạn, kéo qua nhưng mà để trống chứ không phải là mình rước chặt nó lại đâu, cái chặt lại là nó bó rễ là nó cây sau này nó lớn nó đứt và sau này mình tiền cũng xử lý các dỡ lên các bo nó. Cái này cũng nó cũng chưa 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 nằm trọn hết ở trong cái chậu các bạn, cái chậu nó hơi nhỏ, chiều nay mình tiền đi mua cái chậu mà nó hơi nhỏ, không tiếp tục xử lý tiếp. Còn các bạn cũng có thể lấy cái nẹp tre thì ưu điểm nó thì dẫn đi thì nó mục thì qua thời gian thì nó không sẽ nó không có bị lấn cái rễ của mình. Và bây giờ thì mình tiền cho cát vào và trồng nha các bạn. Và ở cái này là cái cây nó hơi cao á, nó 90 nên mình tiền phải cắm thêm cho nó vào những cái cọc tre dẫn cho nó giữ nó. Đó, cắm cọc bên này, cọc bên kia nữa. Mình tiền làm cho nó hai cái cọc để cho nó giữ lại đó các bạn, chứ không nó bị ngã. Rồi, bây giờ thì mình tiền cho cáp thêm vào để cho nó có thêm một phần chân bị cát ở dưới cho nó đứng lại. Và giờ thì chắc phải chế cho nó một cái bè ra các bạn. Bây giờ mình lấy cái lưới caro của mình, cái này mua rẻ về để độ cho nó, chế cho nó một cái bè. Sau khi mình quấn cái lưới caro này vào á, thì lấy cỡ nó xong lấy sợi dây rút và rút lại, rồi xong rồi đặt nó vô ở lại. À, lấy băng keo quấn dán tròn thế rồi cho cáp vào. À, như vậy là cái phần trồng là đã xong rồi các bạn. Bây giờ chuyển sang cái giai đoạn chạy demo này các bạn. Và ở cái thế vân nhân này các bạn nhìn kỹ lại cái phôi một lần nữa, nó giống y xì như một người võ sĩ đang ở trên sàn đài mà đứng thủ. Hai cái rễ tượng trưng cho cái thân người, và nhìn thấy hay không? Ở cái cây này là Minh Tiền sẽ chạy chi cành của nó theo cái bonsai của người Bình Định. Đối với mai bonsai của người Bình Định á, là chi cành rất là khúc khiếu, lắc rất là dữ, nó co lắc dữ lắm nên là nó mới người ta mới gọi đặc trưng là bonsai của người Bình Định.
Thì nhân đây Minh Tiền cũng giới thiệu sơ về cây mai của người Bình Định. Nó là một trong những thủ phủ của cây mai toàn quốc, nó ngay ở cái làng Hào Đức, thuộc xã Nhân Hưng Nhân Phong rồi đó, thuộc thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định, là được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận đó là làng mai Việt Nam. Thì sơ bộ nó như vậy đó các bạn. Quay lại cái việc là chạy demo cho cái cây này, thì Minh Tiền chạy demo cho cái cây này thì nó có hai cái dáng như vậy đó các bạn. Trong những năm đầu tiên thì 1-2 năm đầu, 3 năm đầu, nói chung là tầm khoảng 5 năm đầu á, thì mình chơi theo cái tán ở trên, nó có cái tán như thế, cái này có thể là tán chổi, tán dù. Tại vì sao? Bởi vì trong quá trình đó mình đang nuôi hai cái, mình nuôi một cái chi bay á, nên là thời điểm này mình chơi tạm chứ cũng chưa có gọi là thi thố rồi đâu. Cái chậu này nó còn khác đó các bạn, chứ đến đến khoảng cỡ từ năm thứ sáu, thứ bảy, thứ tám đến năm thứ 10 thì sẽ thay cho nó một cái chậu khác. Lúc bây giờ thì cái cành của nó, cái cành bay tới thì nó tượng trưng cho cái cặp tay của người võ sĩ các bạn, đưa tới trước, lao tới trước. Và thì cái cây của Minh Tiền là sẽ chạy theo cái phong cách như thế. Và ở mình ở trên có cái chú lên ở trên đó các bạn, thì mình sẽ lấp cái dàn lá của nó, chỉ cành nó. Cái này thì cũng không cần co lắc gì nhiều đâu, chủ yếu mình cắt chặt làm sao cho nó lớn cái chi ra. Ở chắc chắn là cây này ở ở ngoài á, chi cành lên đủ á, thì nó sẽ rất là đẹp, đẹp hơn ở trong trong cái demo này nhiều. Và cái chậu á, thì cái chậu nó là có thể là một cái chậu vuông hình chữ nhật đó. Mình sẽ ở dưới thì mình sẽ cho nó thêm vài cục đá nhỏ nhỏ để cho nó nằm dưới cái cành bay đó các bạn. Ở cái cành bay này á là nó rất là đặc biệt đấy nha các bạn. Bạn làm sao bạn lắc sao nó rất là hay, nó cắt chặt làm sao cho nó nhìn nó giống như một cái bắp tay á, thì nó sẽ hiệu quả cái cây mà nó đẹp. Khi mình triển lãm, mình thi thố là các nghệ nhân á, họ sẽ chấm điểm nó cao. Và cặp tay là rất là quan trọng đối với một người chúng ta. Ở cái cây của mình thì mình cũng phải làm cho cái cành bay nó khúc 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 ra, cắt chặt ra cho nó nhìn nó giống như một cái bắp tay á, nó sẽ hiệu quả và rất là đẹp. Và bây giờ thì clip nó cũng tương đối đủ thời lượng và đầy đủ tất cả các nội dung rồi đó các bạn. Thì đến đây Minh Tiền xin phép được kết thúc video clip. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh, comment, like, chia sẻ nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Và sau đây Minh Tiền xin mời tất cả các bạn theo dõi lại những hình ảnh mà trước khi chạy demo, trong khi chạy demo và chọn cái demo cuối cùng để quyết định tạo cho cái cây của mình theo cái dáng thế thành phẩm cuối cùng.